Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay ở video này mình muốn giới thiệu đến các bạn mà mới tập chơi rùa cảnh. Thì mình thấy là ở các video cũ của mình thì cũng có nhiều bạn hỏi về cái cách mà nuôi rùa và cách setup hồ. Thì hôm nay mình muốn làm lại một cái video là hoàn chỉnh để giúp cho các bạn là mới bắt đầu mà nuôi rùa thì mình sẽ cần những cái gì. Thì hôm nay ở video này mình sẽ nói về cái cách setup một cái hồ nuôi rùa, gọi là cơ bản nhất sẽ gồm những cái gì thì nó sẽ đảm bảo tốt nhất cho cuộc cảnh. Thì thứ nhất á, là các bạn phải cần một cái hồ có diện tích tương đối là rộng. Ví dụ như là hồ rùa của các bạn có kích thước là khoảng 5cm đi, thì các bạn phải có cái không gian nuôi rùa phải gấp khoảng 10 lần. Thì cái kích thước của 5cm đó thì nó sẽ giúp cho rùa của các bạn di chuyển cách thoải mái. Thì rùa sẽ không có bị chết, là nó sẽ có, nói chung là nó sẽ khá là khỏe mạnh hơn là các bạn nuôi ở trong những cái hộp, những cái chậu nho nhỏ, nó dễ làm cho rùa của các bạn bị chết lắm. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần một cái hồ. Thì ở đây hồ của mình có kích thước là 40cm x 40cm, cao hình như cũng 40cm luôn. Thì các bạn có thể làm thấp hơn, ví dụ như là làm khoảng tới đây thôi, khoảng 20, cao 20 thôi. Thì tiếp theo á, sau khi có cái hồ rồi á, thì mấy bạn có thể trang trí theo cái nhu cầu của các bạn. Nhưng mà mình ở đây thì mình dán đề can để cho có hình này kia thôi, đơn giản. Và cái vật liệu tiếp theo thứ hai mà mình cần á, đó chính là một cái bơm hút lọc. Thì ở cái bơm hút lọc này sẽ có nhiệm vụ là nó sẽ làm vệ sinh cái hồ của các bạn. Bởi vì khi các bạn nuôi rùa cảnh thì dù rùa của các bạn có kích thước lớn hay nhỏ gì á, thì nó cũng sẽ thải ra phân. Thì cái lọc này nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế cái việc thay nước, và nó tiết kiệm cái thời gian chăm sóc của các bạn cho rùa khá là nhiều. Thì còn cái bộ hệ thống lọc thì sẽ gồm cái bơm hút nè, các bạn thấy một cái bơm hút không? Tiếp theo sẽ là một cái ống này là ống dẫn nước lên một cái bồn chứa. Thì trong bồn chứa này mình có để cái lọc, giống như là các bông lọc vậy đó. Thì cái bông lọc này nó có nhiệm vụ là nó sẽ giữ cái chất cặn bẩn ở trong cái hồ qua thấm qua bông lọc, và bông lọc nó sẽ thải nó xuống. Rồi tiếp theo thì các bạn nên cần một cái này người ta gọi là cái máng cho rùa leo á. Bởi vì khi mà các bạn nuôi rùa cảnh á, thì rùa cảnh của các bạn thỉnh thoảng nó sẽ leo lên cái máng này và nó nằm ở trên đây để nó bắt đầu nó phơi nắng. Bởi vì rùa nó sẽ rất là cần cái lượng nắng, và để nó tổng hợp các vitamin để cho mai rùa, và nó giúp cho rùa các bạn mau lớn, chống được các cái bệnh và về xương này kia đó. Nói chung là nó sẽ lên đây để nó phơi nắng. Còn nếu như anh em mà không có cái này thì chúng ta nên có một cục đá to to đi, mình có thể được đặt ở đâu ở trong cái hồ mình á. Nói chung là sẽ tạo ra một cái không gian để cho rùa của các bạn leo lên đó và phơi nắng. Thì cái này mình sẽ lắp ở đây. Rồi thì cứ để đó thôi. Nhớ các bạn nhớ là đừng có để cái máng này nó thấp quá nha, cũng đừng để cao quá, đừng để cao hơn mặt nước. Mình để vừa vừa giống mình vậy nè, để mình chiếu gần cho bạn coi. Thôi em thấy không, mình để có một lớp này, bởi vì khi rùa bơi lên á thì nó sẽ dễ bơi lên hơn, và nó có một cái lớp nước đệm, nó giúp cho rùa của các bạn không có bị sốc nhiệt khi mà phơi nắng. Bởi vì nếu như các bạn mà phơi nắng mà các bạn quên đem rùa đi vô á, thì cái do mình nuôi sẽ là rùa nước nên nó sẽ bị khô cái lượng nước ở trong cái bản thân của rùa, và nó sẽ làm cho rùa của các bạn bị sốc nhiệt và chết. Rồi sau khi các bạn đã có cái bơm nè, cái hồ nước, cái thùng lọc, rồi cái này là cái chỗ để rùa lên phơi nắng, thì có thể thay một cục đá. Rồi cái mà mình quan trọng tiếp theo đó chính là cái đèn sưởi. Bởi vì sao? Bởi vì mình nuôi rùa ở trong nhà, còn nếu như các bạn mà nuôi ở ngoài hồ có ánh sáng mặt trời tự nhiên thì nhiêu đây là đủ rồi. Còn do mình nuôi trong nhà nó sẽ không có ánh sáng mặt trời nên bắt buộc mình phải tạo ra một cái gọi là mặt trời nhân tạo. Đây nè. Cái này á, cái này mình sẽ sử dụng để mà mình làm một cái mặt trời nhân tạo. Bởi vì sao? Ở đây nè,
Cái này, cái bóng này người ta gọi là cái bóng đèn UVA cũng UVB. Thì ở video trước á, mình thấy có nhiều bạn hỏi mua bóng đèn này ở đâu, thì giá của cái bóng đèn này không á, là khoảng 35.000. Ở trên Lazada hoặc là Shopee bán nhiều lắm nha các bạn. Cứ search bóng đèn UVA UVB cho bò sát gì đó là nó ra nhiều lắm. Thì cái bóng này, bóng loại này là bóng thường nhất thôi. Còn anh em chú ý nè, khi mà chúng ta mua cái chân đèn này nè, cái chuôi đèn này nè, thì nên lựa đồ tốt tốt nè, bởi vì cái bóng đèn này nó sinh ra nhiệt khá là cao. Nếu như các bạn mà mua cái loại dởm quá thì cái này nó sẽ rất là dễ bị chập cháy, nói chung là nguy hiểm lắm. Bởi vì thường là mình, nếu mà mình lựa những cái chuôi đèn này á, mình sẽ phải lựa những cái chuôi đèn đèn tốt. Thì nếu như các bạn mà mới bắt đầu nuôi á, thì mình nghĩ là các bạn nên nhờ tư vấn là những cái shop bán phụ tùng rùa hay là shop bán rùa cảnh, thì người ta sẽ tư vấn cho anh em lựa những cái vật tư mà tốt nhất. Còn về gắn đèn vô thì mình cứ gắn vậy thôi. Rồi khi mà các bạn đã gắn đèn xong á, thì cái ánh nắng này nè, các bạn nên lắp ở vị trí khá là khá khá cao một tí. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn mà lắp lắp gần quá, lắp gần quá thì cái lọc này nè, khi mà nó lọc nước, xử lý nước thì nó sẽ tạo ra cái tia nước và nó văng bắn lên trúng cái bóng đèn này. Và cái bóng bóng đèn này khi mà nó nóng lên, nó hoạt động, nó nóng lên thì nó có khả năng là nó sẽ gây bị hư bóng đèn, và tuổi thọ bóng đèn nó giảm khá là nhanh. Thì bởi vì cái vị trí mà mình đặt cái bóng này thì mình thường là mình sẽ đặt vị trí khá là cao một tí, nói chung là nó hơi cao, và cái bóng này nó sẽ chiếu ánh sáng làm sao để cho nó đừng có ngay cái tầm mắt của rùa, nếu không nó cũng ảnh hưởng tới mắt của rùa. Thế nào đó, mình đặt ở vị trí này. Còn cái vị trí phim đây là cái rùa sẽ bơi lên và nó sẽ tổng hợp canxi hay là phơi nắng đó. Nói chung là nó sẽ phơi nắng ở đây. Thì cái combo mà nuôi rùa cơ bản nhất, để mình chiếu xa cho các bạn coi. Đây nè, combo mà nuôi rùa cơ bản nhất là một cái hồ, một cái lọc và một cái máng leo, và một cái này là cái đèn UVA UVB để cho rùa cảnh tổng hợp canxi. Thì các bạn sử dụng cái bóng này thì nếu ở trong miền Nam như mình thì mình nghĩ là buổi sáng các bạn mở khoảng một tiếng thôi, rồi nói chung là một tuần là khoảng mở khoảng 3 lần thôi, được rồi, không cần phải mở nhiều đâu. Rồi tiếp theo á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái giống rùa mà mình còn giữ lại. Thì lúc trước mình nuôi rất là nhiều giống, nhưng mà bây giờ thì mình nuôi ít lắm, giờ mình còn chỉ có hai loại thường thôi. Việt Nam như nè, con này là con gọi là rùa lưỡi dao. Mình nuôi cái này, con này nó khoảng 1 năm, lúc mà mình nuôi là nó mới đẻ luôn, nó bây giờ nó khá là lớn rồi nè, khỏe lắm mấy bạn. Mình nuôi đó giờ không có bị bệnh nấm luôn. Thì khi mà mình nuôi rùa thì nó sẽ có các rủi ro gì? Thì các cái giống rùa nó sẽ có các cái bệnh. Thứ nhất á, là nó bị nấm. Nếu mà các bạn không trị nấm á, thì nấm nó có thể ăn sâu vào thịt của rùa hoặc là sâu vào mai của rùa, thì nó sẽ làm cho rùa của các bạn bị yếu dần và nó sẽ bị chết. Cái bệnh thứ hai thường gặp ở rùa đó là cái bệnh bị gì ta? Bị giống như bị phổi vậy đó, người ta gọi là bị bệnh phổi á. Thì khi mà rùa bị bệnh phổi á, là do các bạn nuôi ở xứ lạnh và nó nuôi ở nước sâu quá thì nó cũng dễ gây bệnh phổi cho rùa. Còn cái giống rùa này á, là cái giống rùa sống ở nước sâu rồi, nó cực kỳ khỏe luôn. Thì mình mới mới chơi nên mình tập nuôi rùa này. Rùa này người ta gọi là rùa lưỡi dao á, nói chung là giá của nó cũng khá là cao. Mình mua lúc trước bao nhiêu quên rồi, nhưng mà giá nó mắc lắm các bạn. Này, các bạn mình nhìn thấy mình nuôi không, 1 năm rồi đó, 1 năm mà nó lớn một xíu đây là, nhưng mà nó đẹp lắm. Khi mà càng lớn thì cái giống rùa này càng đẹp nha. Bây giờ các bạn nhìn cực kỳ khỏe luôn, nó không có bị bệnh gì hết. Mình nuôi từ đó giờ hầu như là không bị bệnh, bởi vì mình có coi vài cái clip của mấy bạn mà chơi rùa cảnh ở trên YouTube á, thì mình cũng học theo và mình biết được cái cách trị bệnh này kia. Thì nói chung là rùa nó cũng biết và nó khá là khỏe. Thì bệnh thường bị, thứ nhất là bị nấm, thứ hai là bị bệnh phổi, rồi nó còn bị thêm một cái tình trạng nữa là khi mà các bạn rùa mới về mà các bạn cầm bắt lên coi ngắm nè, nó có thể bị stress nữa. Stress cũng rất dễ làm cho rùa của mình bị chết nha.
Rồi thì đây là cái con rùa thứ nhất của mình, người ta gọi là rùa lưỡi dao, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi ok, thì mình sẽ thả nó vào trong hồ cho các bạn coi. À, bình thường thì nó cũng sẽ kiếm, khi nó phơi nắng thì nó cũng sẽ lên đây nó nằm vậy đó, nó nằm vậy nó sẽ lú cái phần mai lên trên mặt nước, và cái tia của từ cái đèn này nó sẽ rọi vô cái phần mai mà lú lên mặt nước đó, nó mới có tác dụng. Còn nếu như các bạn mà rọi xuống mặt nước mà rùa của các bạn nằm sâu dưới mặt nước thì nó cũng sẽ không có tác dụng đâu. Nói chung thì các bạn không cần phải làm hoài đâu, bởi vì khi mà rùa nó cảm thấy cơ thể của nó thiếu vitamin á, thì nó sẽ tự động nó sẽ kiếm nguồn ánh sáng để nó lên nó phơi thôi, chúng ta không cần phải chủ động bắt nó gì hết á. Rồi thì đó là cái con rùa thứ nhất của mình, và mình muốn giới thiệu đến các bạn con rùa thứ hai. Rồi đây là cái giống rùa thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, thì cái giống rùa này người ta gọi là common mud, gọi là dùng mút. Con này mình nuôi cũng hơn một năm rồi, nó to nữa các bạn thấy. Giống này càng lớn nó sẽ càng đẹp, nó ăn nhiều lắm, nhìn giống như một con, nhìn thịt của nó, nhìn thịt nó trắng phao, là không có bị bệnh gì hết. Các bạn nuôi gùa mà mình nhìn mình thấy gùa mình không bị nấm gì hết là nó rất là khỏe, thấy không? Hầu như là lúc đó giờ mình nuôi là nó không bị bệnh luôn các bạn. Giống gùa này nó khỏe lắm, nhìn giống như là một nhìn giống như là một con Mexican mud. Mexican mud thì giá nó rất là cao, còn giống này thì nó rẻ hơn nha. Để mình sẽ chèn những cái hình ảnh của những cái giống rùa mà thuộc dòng mud này cho các bạn coi. Dòng mud này là dòng cực kỳ khỏe và nó càng lớn sẽ càng đẹp. Đó, các bạn có thể thấy không? Mình nuôi rất là to, nhưng mà cái mai nó không đẹp nha. Có nhiều bạn nuôi cái mai nó lên màu một cam đẹp lắm, to mà nó một cam sáng đẹp. Rồi thì mình cũng sẽ thả nó vô cái hồ này luôn để cho anh em cùng coi. Đó, nó sẽ tự động xuống hồ, các bạn thấy nó rất là to. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện là cái việc là bật cái đèn này lên để thỉnh thoảng con rùa nó sẽ lên phơi cho trên đó. À, còn nếu như anh em nào mà muốn hồ mình nó sáng hơn nữa thì các bạn có thể trang trí thêm một cái bóng đèn led, giống như cái bóng đèn led phía bên đó của mình. Bây giờ mình sẽ để cái bóng đèn led đó lên trước cho anh em coi. Đó, nhìn cái hồ nó sáng lên dễ thấy gùa không? Gùa mình nuôi mình thấy nó giống này nó rất là lâu lớn nha, mà nó ăn nhiều lắm. Cái con phim đây ăn kinh khủng, con này thì nó ăn cũng nhiều nhưng mà nó không bằng. Con này sống ở tầng đáy của cái hồ. Còn nếu như các bạn mà nuôi các giống khác như là giống rùa ninja nè, rùa mát nè, rùa tai đỏ gì đó, mai vàng tai đỏ gì đó, thì nó sẽ bơi lơ lửng ở trên cái nước. Còn con này ở tầng đáy thì nó sẽ sống ở dưới cái lớp đáy và nó đi không? Hầu như là nó đi, nó không có bơi đó. Các bạn thấy nó đi không? Nó đi. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái đèn tia UV AUVB cho các bạn xem nó sẽ như thế nào. À, do mình đang bật đèn led nên anh em sẽ khó có thể thấy nè. Đó, thì cái đèn này không? Các bạn thấy không? Cái đèn nó sẽ chiếu vậy đó. Để bây giờ mình sẽ tắt cái đèn. Đó, mình tắt ở đó. Nó thì cái ánh sáng các bạn có thể thấy là nó sẽ chiếu lên cái chỗ phơi nắng á, nó sẽ chiếu lên đó, là khi mà rùa nó cảm thấy nó thiếu vitamin nó sẽ tự động nó bơi lên và nó nằm ở trên đó. Nó sẽ phơi nắng. Video này mình làm nó chủ yếu là giới thiệu cho các bạn mà thích nuôi một con pet và mới bắt đầu chơi rùa, thì mình làm video này lại cho các bạn xem. Còn nếu như anh em mà muốn làm thêm những cái gì á, mà hoặc là hỏi gì á, thì cứ comment ở bên dưới thì mình sẽ thực hiện các cái video đó ở phần sau để nhằm giúp cho các bạn, chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn cùng chơi với mình. Thì cái con này mình nuôi cũng khá là lâu rồi, video này mình làm lại thôi, chứ lúc trước thật ra mình làm nhiều lắm nhưng mà mình xóa hết video cũ rồi.
Bây giờ mình sẽ làm theo các yêu cầu cũng như là những cái bạn mà hỏi á, mình sẽ chỉ các bạn để các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với cái cách nuôi rùa. Thì đây là video mà mình thấy khá là dài rồi đó. Nói chung là nó sẽ tổng hợp cho các bạn cách để chơi rùa từ cơ bản. Thì rồi ok, thôi video đến đây nó khá dài, mình sẽ ngưng video ở đây và chúc tất cả các bạn có thể thực hiện được một cái hồ như ý. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.